Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chain airdrop Claim 200 token có cái hiệu là USDR người ta các bạn. Thì token nó đang bán free sale các bạn. Nó sẽ list trên vào ngày 30 tháng 6 này, nó sẽ nói là list trên sàn Bankake Swap 1 USDR là bằng 0.6 USDT nha các bạn. Đây thì mình hy vọng nó list sàn 0.1 là cũng khá là ngon các bạn. Thì dự án này token này nó sẽ list lên CoinMarketCap các bạn. Và sau khi list sàn trên Bankake Swap xong thì tiếp tục sẽ dự án nó sẽ list trên Hotbit nha các bạn. Dự án này khá là tiềm năng nha các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở trình duyệt đáp nữa. Các bạn dán vào các bạn. Những dự án này mang tính chất sổ số các bạn. Rồi, sau khi các bạn dán vào trình duyệt chi chúc wallet xong thì các bạn chọn một connect mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Để mình chờ lót chút các bạn. Rồi, bạn nào có muốn chơi sổ số thì mua free sale rồi với giá là 0.001 BNB là khoảng được 5.000 USDR nữa các bạn. BNB là max là 10 BNB. Thì mình khuyên các bạn claim free sale thôi các bạn. Rồi bấm bấm vào claim airdrop nè, bấm bấm kết nối nè. Rồi các bạn sẽ tốn phí ra là 0.0005 khoảng 0.2 đô các bạn, rất là rẻ luôn các bạn. Rồi các bạn chờ nó xác nhận blockchain chút xíu các bạn. Nếu mà nó mà list sàn trên Bankake Swap với giá 0.6 USDT như dự kiến của nó là các bạn khá là vô các bạn. Thì các bạn được cái 120 đô của ta. Thôi mình giấy 0.1 thôi các bạn. Ok, mình đã về được 200 token USDG nữa các bạn. Hiện tại dự án này có khoảng 6.917 holder các bạn. Rồi bạn copy contract các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mở đi dí chút led mình ra nha các bạn. Rồi các bạn mở contract nó ra nè các bạn. Những dự án này nó có mặt có contract trên. Rồi mình sẽ nhận được 200 token USDG nữa các bạn. Các bạn có thể check nha các bạn. Hoặc mua VSL. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 200 token có cái hiệu là USDR đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.